Công an Đồng Nai bổ nhiệm Thượng tá Võ Đình Thường là đúng quy trình. Công an Đồng Nai cho rằng việc điều động bổ nhiệm đối với Thượng tá Võ Đình Thường là đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Công an tỉnh Đồng Nai ngày 22 tháng 10 chính thức phát đi thông báo giải thích chuyện bổ nhiệm Thượng tá Võ Đình Thường, người đã bị cho ra khỏi ngành từ 14 năm trước, làm phó phòng cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai. Việc thực hiện quy trình điều động bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Võ Đình Thường đều có quyết định, nghị quyết của Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ, thông báo, khẳng định. Cụ thể, Ban Giám đốc Công an Đồng Nai giải thích rằng vào tháng 10 năm 2003, ông Võ Đình Thường bị kỷ luật cách chức đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông tuyến quốc lộ 1A thuộc phòng cảnh sát giao thông. Khi đó, ông Thường được điều động đến nhận công tác tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Lý do của kỷ luật là ông Thường thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra cán bộ cấp dưới, dẫn đến để nhiều cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình về tuần tra kiểm soát giao thông, không có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời để báo chí phản ánh dư luận, gây xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Đến tháng 10 năm 2004, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định công nhận sửa chữa tiến bộ đối với ông Võ Đình Thường sau một năm chấp hành kỷ luật, có ý thức phấn đấu tiến bộ. Trong quá trình công tác, Ban Giám đốc ghi nhận ông Võ Đình Thường có ý thức phấn đấu, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy. Đến tháng 3 năm 2005, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định bổ nhiệm ông Thường giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát 113 thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC64. Đến tháng 3 năm 2010, ông Thường được điều động bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng phòng cảnh sát môi trường PC49. Đến tháng 6 năm 2015, ông Thường được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng cảnh sát giao thông. Công an tỉnh Đồng Nai đồng thời cũng giải thích việc ông Thường ký giấy mời tài xế ở trạm thu phí BOT Biên Hòa lên làm việc. Theo đó, qua hình ảnh camera với chức năng nhiệm vụ được giao, ông Thường đã ký giấy mời 20 tài xế có hành vi cản trở giao thông lên làm việc để nhắc nhở, giáo dục không được vi phạm khi trạm thu phí hoạt động trở lại. Tuy nhiên, một số báo chí đưa tin về đời tư, gia đình của đồng chí Thường để hướng lái dư luận, tạo sự hoài nghi đối với lực lượng công an, thông báo nêu. Như phóng viên đã thông tin, trước đó cộng đồng mạng đã phản ứng việc Thượng tá Thường với vai trò phó phòng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã ký giấy mời tài xế qua trạm thu phí BOT Biên Hòa lên làm việc về hành vi cản trở giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng ông Thường là con rể của chủ đầu tư trạm thu phí BOT này và nhắc lại sai phạm dẫn đến kỷ luật ông khi còn làm đội trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre. Dư luận cho rằng với sai phạm đó thì việc bổ nhiệm ông Thường đến chức vụ này là sự thăng tiến bất thường. Trả lời phóng viên, Thượng tá Thường đã phủ nhận việc mình là con rể của chủ đầu tư trạm thu phí BOT ở Biên Hòa. Ông Thường nói rằng sai phạm của ông đã xảy ra 14 năm trước. Bản thân ông đã nhìn nhận sai lầm, phấn đấu sửa chữa. Vì thế, theo ông Thường, việc bổ nhiệm thăng hàm ông để quay trở lại làm phó phòng cảnh sát giao thông Đồng Nai đều có sự tín nhiệm của cơ sở tổ chức công an nên ông mới được bổ nhiệm luân chuyển.